Xin chào các bạn, là Kim Ngân đây Các thành viên của Đọc Sách Hay Là Chết cũng đã dần quen với Kim Ngân rồi đúng không? Hôm trước Ngân đã có lần giới thiệu đến nhà mình quyển Hiểu về Trái Tim Một quyển khá nổi tiếng của Thầy Minh Niệm Và ngày hôm nay Ngân sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn một quyển nữa cùng tác giả Đó là quyển sách Làm Như Chơi Quyển này Ngân cũng chưa đọc nữa, hôm nay mình sẽ cùng nhau đọc một số bài của quyển này nhé. Trước tiên, để biết được quyển sách này như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần giới thiệu của một độc giả là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần FPT Trương Gia Bình. Hãy lắng nghe lời tâm sự được coi là lời trăn trối của Steve Jobs, nhà sáng lập và là linh hồn của hãng Apple trong mắt người khác cuộc sống của tôi là mẫu mực của sự thành công tuy nhiên ngoài công việc tôi có rất ít niềm vui tôi nhận ra rằng tất cả sự công nhận và giàu có mà tôi đã từng tự hào và mất rất nhiều năm tháng tuổi trẻ để có đã dần trở nên vô nghĩa hãy trân trọng tình yêu dành cho gia đình bạn tình yêu dành cho người bạn đời của bạn tình yêu cho bạn bè hãy đối xử tốt với chính mình Đến đây chắc là ta tự hỏi mình, ta có nhiều niềm vui không? Hay là vô cảm, buồn trôi theo vòng xoáy cuộc đời? Ta đang làm việc hứng khởi sáng tạo hay ngập lụt trong công việc căng thẳng? Ta vui sống khỏe mạnh hay buồn đau vì mỡ máu, huyết áp, tiểu đường? Hay gút, thoát vị đĩa đệm, ung thư hành hạ? Ta có yêu ta, yêu người, ta có hạnh phúc, Mấy năm gần đây, chúng tôi được biết Google, Apple, Nike. Nike đưa thực hành thiền vào công ty. Đây là điểm khởi duyên để đoàn lãnh đạo FPT đến thực hành thiền tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh dưới sự dẫn dắt dẫn dắt của thầy Minh Niệm. Ở đây mỗi người chúng tôi đều có trải nghiệm của riêng mình. Riêng đối với tôi, thì cảm nhận sâu hơn về hạnh phúc. Tất nhiên đó không phải là tiền tài, danh vọng hay tình yêu mà người đời thường đeo đuổi. Tình yêu ích kỷ mà người đời thường đeo đuổi mà là xúc cảm về bình an trong lòng, xúc cảm yêu thương. Chào Ngọc Anh, chào các bạn. Xúc cảm trân quý cái hiện có bây giờ ở đây và hơn thế nữa tôi hiểu rằng có cách để ai cũng làm được điều đó. Cách đó đang nằm trong tay của bạn, cuốn sách làm như chơi làm chủ công việc và đời sống bằng năng lực tỉnh thức của thầy Minh niệm. Có nghĩa là chúng ta vẫn làm như các bạn nhưng mà chúng ta sẽ không phải vì công việc mà chúng ta bỏ quên cái cuộc sống của mình, chúng ta sẽ làm như chơi qua những bài viết của tác giả các bạn nhé. có các bài như là làm để làm gì vừa làm vừa sống ta có sức mạnh không lấy lại cân bằng trước đã dọa xương trước nhà mình đọc bài dọa xương trước nhà trước nhé có bạn nào đã đọc quyển này chưa ạ à? thôi, hạnh phúc là con đường đi. Chào các bạn. Không có con đường nào đi tới hạnh phúc mà hạnh phúc chính là con đường. Khi ăn, ta muốn ăn nhanh cho xong để còn làm việc khác. Khi nói, ta cố gắng nói nhanh vì còn nhiều chuyện để nói, hoặc không tìm được cảm xúc. Khi đi, ta tranh thủ đi nhanh cảm ơn quân nguyễn nhưng mà ngân không phải admin của trang này ạ à. ngân chỉ uh, xin sống một chút để sống sống o có nghĩa là uh, lên xin một chút thời gian để có thể chia sẻ với các bạn những quyển sách hay thôi còn bình thường các bạn inbox cho fanpage thì sẽ có những admin khác ạ à. khi đi ta tranh thủ đi nhanh để sớm về đích đạt mục tiêu, hoàn thành sớm, nghỉ sớm. Như vậy mà ta luôn tất tả, vội vàng, hấp tấp, như thể nếu chậm lại một chút là ta sẽ bị bỏ lại đằng sau, hay bị hủy diệt. Cứ vậy mà ta lao như điên về tương lai. Khi ta đặt ra mục tiêu là B thì đầu óc ta lúc nào cũng nghĩ về B, mất ăn mất ngủ cũng vì B, quên hết bổn phận trách nhiệm khác cũng vì B giận hờn đến làm khổ nhau cũng vì b chiêu trò đủ kiểu cũng vì b mất hết phong độ cũng vì b không thở nổi không sống nổi cũng vì b b là bằng cấp là chức vị là sở hữu căn hộ đắt tiền là trở thành người nổi tiếng là chiếm được người mình yêu thích ta gần như bỏ qua hẳn tiến trình đi tới b mà có khi tiến trình ấy phải mất nhiều năm trời Dạ đúng rồi, em có đọc sách nói ở kho sách nói cũng được vài năm rồi. Em bắt đầu từ 2013, tới bây giờ cũng được 5 năm rồi ha. Ta sống trong căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí là đau khổ để đạt cái gọi là hạnh phúc. Thời gian sống trong đau khổ có khi gấp chục, gấp trăm, gấp nghìn lần thời gian có được hạnh phúc. Mà thời gian hạnh phúc khi đạt được mục tiêu thường diễn ra không bao lâu vì liền sau đó ta lại mong muốn có C Ta lại nghĩ C là quan trọng nhất Nếu không có C thì ta không thể nào hạnh phúc được Theo cách đó, cuộc đời ta chỉ là những chuyến ra đi Và hạnh phúc của ta thật ngắn ngủi mong manh Mong manh vì ta chưa từng hưởng được thứ hạnh phúc nào Thuần là hạnh phúc cả Luôn có những nỗi bận tâm chen lẫn trong đó Ta lo cho ngày mai, cho bất lợi xảy ra cho B hay thuận lợi không xảy ra cho C. Ta có nôn nóng đọc xong cuốn sách này để xem có thêm điều gì hay ho nữa không? Những trang kế tiếp cũng sẽ tiếp tục cống hiến phương thức làm chủ và thưởng thức cuộc sống. Chỉ vậy thôi, nhưng mỗi trang đã là một cơ hội để ta nhìn lại và thực nghiệm rồi. Đừng chờ đến cuối cuốn sách không có gì hấp dẫn hơn cái ta đang trải nghiệm đâu. Thử đọc hết đi rồi biết. Cũng giống như khi chúng ta đang nghe, thì chúng ta nghe những nội dung hiện tại. Đừng chờ sau đó có những nội dung gì hay nữa hay không, bởi vì mỗi nội dung nó đã chứa những ý nghĩa trọn vẹn của nó rồi. Ta đang có hạnh phúc, ta có biết không? Một hôm, ngựa bỗng thấy thanh bình, thảm cỏ tình yêu dưới chân mình. Trải qua nhiều ngày phi nước đại hướng tới ngọn đồi xanh lơ tận cuối chân trời, chú ngựa hoang đã thấm mệt, chú đành phải dừng lại, ăn cỏ và uống nước trên thảo nguyên quen thuộc. Nhưng hôm nay cũng đồng cỏ này, cũng dòng nước này, sao thấy thơm ngon quá, sao thấy thanh bình quá, Hạnh phúc là đây sao Có những cái muốn Mang lại thêm giá trị hạnh phúc Nhưng cũng có những cái muốn Kéo ta ra khỏi hạnh phúc Mà ta không hề hay biết Bởi cái muốn đó lớn quá Mạnh quá Còn sức ta thì yếu quá Để rồi ta không còn cảm nhận Những gì mình đang có Là điều kiện hạnh phúc nữa Đến nỗi ta thấy những thứ ấy Chỉ mang lại sự chướng ngại Phiền tái Phải ra đi phải dẫn nát hạnh phúc trong hiện tại để có được đồng cỏ xanh hơn như trong mơ thì ta mới yên lòng rõ ràng ta không có hạnh phúc không phải vì ta không có gì để hạnh phúc mà chỉ vì ta không thể cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc tầm ta có quá nhiều vọng động quá nhiều mong muốn và đòi hỏi nên sự nhàm chán phải xảy ra thôi chẳng lẽ phải để đói thật lâu thì ăn mới cảm thấy ngon, phải trải qua mùa đông lạnh thấu xương thì mới yêu quý ngày nắng ấm, phải xa cách với thời gian đủ lâu thì mới ý thức nuôi dưỡng và bảo vệ giây phút gần bên nhau. Có cách nào khác không? Có cách nào không phải chịu khổ đau rồi mới có được hạnh phúc không? Có cách nào để ta luôn hài lòng với những gì mình đang có mà không để cho những ham muốn hay sự nhàm chán lấn át không có sống trong tỉnh thức luôn biết rõ ta đang làm gì và những gì ta làm sẽ mang lại kết quả như thế nào sống trong tỉnh thức còn cho ta sức mạnh để dám làm những gì nên làm và dứt khoát không làm những gì không nên làm à các bạn đã đọc quyển sách này á có phần nào mà các bạn tâm đắc nhất thì có thể comment để Ngân chia sẻ với các bạn nha Tại vì thật sự là Ngân cũng chưa có đọc quyển sách này nữa Mới về nhà lúc 10 giờ hơn Xong rồi mở điện thoại không kịp ghi cái Sợ trễ quá các bạn ngủ á Cho nên là không kịp ghi cái caption ở trên cái bài livestream nữa Ngân đọc ngẫu nhiên thôi Nhưng mà Ngân nghĩ là đối với những quyển sách này Thì phần nào cũng hay hết á Chào các bạn Ngân đang đọc quyển sách Làm như chơi của thầy Minh Niệm Đồng tác giả với quyển sách Hiểu về trái tim ạ à. Sao phải vội vàng Khi ta hối hả đi nhanh về B Tức là ta nghĩ B quan trọng hơn Mặc dù biết A cũng quan trọng, cũng là điều kiện của hạnh phúc nhưng ta vẫn tin b sẽ tuyệt vời hơn hoặc a từng là điều hạnh phúc nhưng bây giờ không còn nữa nên ta hy vọng ở b không ai đang rất hạnh phúc ở a mà lại bỏ a đi tìm b cả khi ta đi vội vàng từ nơi làm việc tới nhà ăn không hẳn vì ta cho rằng ăn uống là quan trọng nhất mà có thể vì ta mong muốn được sớm quay lại với công việc nên bất cứ thứ gì không có liên quan tới công việc ta đều muốn thực hiện cho nhanh gọn làm như thể mất thêm vài phút để bước đi thảnh thơi để ăn trong sự thưởng thức trọn vẹn là sẽ là sẽ ảnh hưởng ghê gớm tới công việc vậy làm như thế làm như thể làm việc mới sống còn đi và ăn không phải là sống vậy thật ra tất cả những hoạt động chúng ta làm hàng ngày là chúng ta đang sống cho nên là thầy khuyên chúng ta là chánh niệm trong tất cả những việc mình làm khi mình ăn thì mình toàn tâm toàn ý cảm nhận vị ngon của món ăn. Thường thì bây giờ hiện tại á hiện đại chúng ta hay vừa ăn vừa cầm điện thoại, vừa lướt Facebook, vừa làm cái này vừa làm cái kia thì đôi khi chúng ta lại không hưởng trọn vẹn được cái việc cái cái hạnh phúc mà chúng ta đang ăn hay hạnh phúc mà chúng ta đang đi. Ừ, phải làm cho nhanh, làm cho xong để nghỉ ngơi nữa chứ. Nhưng sự thật là ta đâu có nghỉ ngơi, hết cái này ta lại chụp bắt cái khác. Nhiều khi không phải do ta chán A hay khoái B mà chỉ đơn giản là thói quen. Thói quen thấy việc gì cũng muốn làm, thói quen không biết thưởng thức thói quen không tin những công việc nhỏ có thể mang lại niềm vui thói quen làm việc chỉ vì bổn phận phải làm đã hình thành quá lâu trong máu thịt nên không dễ gì lấy ra đi vội về b cũng có khi là do lo lắng sợ hãi vì sợ a không đủ tạo ra hạnh phúc nên phải kiếm thêm b phải nắm lấy b thì mới yên tâm đi vội về b cũng có khi vì lòng tham thấy a cũng hạnh phúc nhưng nếu có b thì sẽ hạnh phúc hơn. Sống vội, tùy nắm bắt được nhiều thứ, nhưng nó cũng hủy diệt nhiều thứ. Trong đó có năng lượng và để lại khoảng trống rất lớn của sự chán nản và nhạt nhẽo. Hãy thử sống chắc trong từng công việc, từng khoảnh khắc, từng cơ hội tiếp xúc với sự sống, xem phần, xem phẩm chất đời sống của ta có cải thiện hơn không. Cuốn này bạn tái bản mới nhất Hả? Không biết nữa Đây Quyển này Đây là cũng là lần đầu tiên ngân đọc Cho nên là À in lần thứ tư Ngày 10 tháng 2 Năm 2017 Không biết là có phải bản mới nhất hay không luôn À có một Bài này thì Ngân có nghe qua rồi là bài ai câu ai hình như quyển này cũng có audiobook rồi á ai câu ai có ông lão nọ ngồi câu cá nhưng ngồi mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì buồn chán quá ông lão thiêm thiếp ngủ bây giờ cá cắn câu và lôi chiếc cần câu đi. Ông lão giật mình nhào theo chụp lấy, nhưng không giữ được cân bằng nên ngã xuống sông. Từ xa, một đứa bé nhìn thấy ông lão đang cố thoát khỏi mặt nước. Nó hỏi cha nó, cha ơi, ông lão đó đang câu cá hay con cá đang câu ông lão vậy? Khi bắt tay vào bất cứ việc gì, đúng ra ta nên xét kỹ mình thực sự có khả năng làm chủ được việc ấy hay không thay vì chỉ chú trọng kết quả hay cách thức thực hiện vì có những con cá rất to và hung hãn mà ta không đủ sức câu nó cũng có khi con cá không quá to cũng vừa sức ta nhưng ta lại không giữ được phong độ ban đầu ta bận tâm đến những con cá khác hoặc ta đã kiệt sức hồi nào không hay mất tỉnh giác mất điềm tĩnh mất cân bằng mất năng lượng sẽ khiến cho bất cứ con cá nào cũng có thể dễ dàng kéo lê và nhấn chìm ta. Tại sao ta thích đi làm hơn ở nhà? Ở nhà thì tù túng, không biết phải làm gì, không quen làm những việc mình không thích, không có cơ hội trình diễn, không được khen những lời có cánh, không được gặp những đối tác hấp dẫn, không có đất sống cho đẳng cấp chuyên môn của mình, không ai thần tượng mình, vân vân. Được làm việc ưa thích hay đam mê thì ta thỏa mãn được sự ham muốn của mình là ta có thức ăn cho bản ngã đi làm không hẳn là công việc cần ta giải quyết mà nhiều khi chính ta cần công việc để giải quyết cho những nhu cầu của mình ta đã bắt đầu bị cúng vào công việc nhưng lại nghĩ là mình đang làm việc hết lòng có trách nhiệm với công việc mà đam mê thì có sao đam mê công việc để té ra tiền bạc để có danh vọng để được thể hiện tài năng của mình thì có lỗi gì chứ nhưng còn gia đình còn bản thân ai sẽ lo còn sức để lo không bản thân và gia đình cần rất nhiều ở ta những thứ khác mà tiền bạc không can thiệp được nhìn đâu cũng thấy công việc nhìn đâu cũng thấy cơ hội để kiếm tiền thì làm sao ta có thể nhìn thấy những giá trị màu nhiệm của cuộc sống đang hiện hữu quanh ta làm sao ta có thể nhìn người thương của mình như chính họ đang có mặt ta đã bị nghiện rồi đã bị công việc câu ta mất rồi quyển sách này học sinh đọc có hợp họ không ừ, học sinh thì học sinh lớp mấy ạ à? mà ngân nghĩ là cũng tùy người thôi có người thì tư duy sâu sắc từ bé nhưng mà cũng có người lớn mãi lớn mà chưa trưởng thành thì quyển sách này nó cũng chỉ phù hợp với một số đối tượng mà thôi và thực tế bản thân người lớn mình có khi đọc mà chúng ta chưa có trải nghiệm qua những cái điều đó thì chúng ta cũng khó có thể lĩnh hội được nữa những cái quyển sách như thế này á cả cái quyển hiểu về trái tim thì mỗi lần đọc mỗi cái trải nghiệm khi đã trải qua những cái trải nghiệm khác nhau thì chúng ta lại có những cái cảm nhận khác nhau nữa cho nên là thực sự là cái ban ban đầu mà quyển sách này thì lần đầu tiên anh đọc rồi còn quyển hiểu về trái tim á thì lần đầu tiên anh đọc thì anh thấy là nó không có gì đặc biệt cả lúc đó mình còn nhìn cuộc đời bằng một màu hồng mình chưa có cảm nhận rõ được á thì mình thấy quyển sách nó không hay và như vậy thì mình rất dễ bỏ qua còn khi mà mình mở lòng một lúc nào đó thỉnh thoảng mình đọc lại khi mà nó đúng với tâm trạng đúng với tình huống của mình lúc đó thì tự nhiên mình lại thấy hay nên là tùy người thôi không thể không thể um, trả lời chắc chắn câu hỏi này được ạ à. cảm ơn các bạn chào các bạn nghe sách một chút rồi đi ngủ ha hoặc là um, đọc sách cũng được ngân không biết bài nào hay để đọc cho các bạn nghe Bài nào phù hợp với số đông mọi người nữa Tùy duyên ha Cục giận đang trực chờ Khi ta đang ở cấp độ trung bình Thì đối với một điều bất như ý Ta biết đó là điều bất như ý Và cố gắng học cách đón nhận khi ta đang ở cấp độ cao hơn trung bình thì đối với một điều bất như ý ta thấy đó là một điều tự nhiên nó phải xảy ra như vậy theo nhân duyên hay lý do của nó mà không cần đem so với ý ta khi ta đang ở cấp độ thấp hơn trung bình thì đối với mọi điều bất như ý ta đều thấy nó là vấn đề là tồi tệ là nguy hại không nên xảy ra cần phải loại trừ ngay khi ta nổi giận tức ta đang cố gắng chống trả hay loại trừ một điều bất như ý đang xảy ra, tránh né một đối tượng cũng là một dạng của giận. Không chấp nhận, nhận thức của ta lúc đó tin rằng nếu chấm dứt được điều bất như ý ấy thì ta sẽ khỏe, sẽ an ổn, sẽ có giá trị. Khi ta suy cạn năng lượng hay bị tổn thương tâm lý thì phản ứng tự vệ sẽ càng dữ dội, tâm tưởng lúc ấy sẽ tự động khuếch đại dữ liệu nhận được lên gấp trăm ngàn lần Bình thường cũng trở thành nguy hiểm Và ta tin đó là sự thật Tức là ta phản ứng trên cái vọng tưởng Cái nhận thức sai lầm của mình Chứ đối tượng không phải như vậy Thậm chí đối tượng rất dễ thương Có lòng muốn giúp đỡ Nhưng chỉ một câu nói hay hành động khả nghi Chạm vào ký ức đau đớn Thì ta cũng có thể đáp trả Như với một kẻ xấu Đang muốn hại mình khi ta đang ổn, bình yên, tràn trề năng lượng thì lời nói hay hành động không dễ thương của một người nào đó sẽ không đủ sức làm cho ta nổi giận. Thậm chí với hành động tấn công thực sự cũng không làm cho ta rúng rính. Tại vì khi đó điều kiện để giận đang không có trên bề mặt tâm thức. Như vậy đã rõ, cơn giận của ta không phải do ai gây ra hết. Không ai đủ sức làm điều đó nếu như trong ta không có sẵn những điều kiện để cơn giận hình thành giận là do ta của ta cũng giống như là một người nếu mà đang tự ti á các bạn thì nhìn đâu cũng thấy người ta đang khinh thường người ta đang không tôn trọng mình hết trơn á nên là đôi khi những cái mà chúng ta nhìn thấy người khác đang nhìn mình thì nó cũng một phần nào, một phần lớn luôn á là tự bản thân chúng ta tự nhìn mình luôn. Nói cách khác, khi giận là tâm ta đang có vấn đề, còn đối tượng bên ngoài chỉ là tác nhân. Hãy nhớ điều này để bớt đổ thừa hay chăm lo, trả hay lo trả đũa. Vấn đề lớn nhất của thói quen hay giận mà ta ít biết đó là ta đang sở hữu nỗi sợ hãi khi nhìn thật kỹ ta sẽ thấy bất cứ cơn giận nào cũng đều có sự điều khiển tinh vi của nỗi sợ sâu thẳm bên trong sợ thua thiệt sợ thất bại sợ mất mát sợ bị chê bai sợ bị hiểu lầm sợ bị đánh giá thấp sợ bị lấn lướt sợ bị điều khiển sợ bị bỏ rơi sợ không được chấp nhận sợ không chịu đựng nổi sợ mất tự do sợ tổn thương lần nữa. Nếu mà trong ta không có những cái nỗi giận đó sẽ không nếu mà trong ta không có những nỗi sợ đó thì chúng ta cũng sẽ không dễ gì để người khác làm cho chúng ta giận đúng không ạ? Các bạn buồn ngủ chưa? Có bạn nào nghe từ đầu buổi livestream tới bây giờ không ạ? Hồi xưa khi mà Ngân đọc sách nói cũng vậy Ngân nghĩ là chắc là không có ai nghe cái này đâu vì ngân nghĩ là mình đọc sách thì mình dễ theo dõi hơn bản thân ngân cũng thích đọc hơn là nghe nhưng mà một phần nào đó thì cái cách học của ngân cũng là qua cách nghe cho nên là nếu như chúng ta không có điều kiện để đọc thì nghe cũng là một cách để chúng ta có thể tiếp thu những kiến thức mọi lúc mọi nơi à nói cái lúc nãy đang nói nữa chứ là lúc mà ngân đọc sách nói thì ngân nghĩ là chắc là không có ai nghe đâu thì lấy bụng mình suy bụng người nhưng mà sau đó, thì có rất là nhiều bạn chia sẻ là đã nghe trọn vẹn những cái quyển sách rất là dài nghe trọn vẹn những cái quyển sách mà ngân đọc và điều đó nó tiếp thêm động lực để cho nhiều khi mình nghĩ là mình, mình nghĩ như vậy nhưng mà nó không phải như vậy thì khi mà có người nghe có người nhận được những cái giá trị từ những bài đọc từ những cái bài đọc đó thì mình tiếp tục làm thôi Xin cảm ơn Cảm ơn người mới Ngân hơi cận một chút Cho nên là nhìn không rõ lắm Cảm ơn các bạn ạ à. Ngân hay đọc Ở trên kho sách nói.com.vn Ở trên Youtube thì Thỉnh thoảng Thỉnh thoảng có một số trang cũng có đăng bài nội lực suy yếu cơ bản là do thiếu sức chịu đựng thiếu trải qua môi trường đào luyện khắc nghiệt thiếu va đập với cuộc sống và đặc biệt là thiếu quay vào bên trong để xây dựng thói quen tỉnh thức chưa sống vững chắc trong giây phút hiện tại quá đề cao hay lệ thuộc vào các đối tượng bên ngoài nuông chiều thói quen tìm kiếm cảm giác dễ chịu hay tránh né cảm giác khó chịu. Như vậy, nếu thiếu nội lực thì nỗi sợ sẽ lớn dậy và khi tâm lý vận hành lỗi nhịp vì những sang chấn thì nỗi sợ sẽ bao trùm hết con người ta. Nỗi sợ sẽ khiến ta phản ứng với những gì nó cảm thấy bất lợi, dù sự thật chỉ là những bất như ý nhỏ nhặt. Do đó, muốn đối trị tận gốc cơn giận thì phải chiến thắng được nỗi sợ, chữa lành các vết thương lòng và kiên trì xây dựng nội lực, sức mạnh bên trong. Nên bất cứ khi nào khi chúng ta muốn thay đổi người khác, khi chúng ta muốn thay đổi cách nhìn của người khác đối với mình thì chúng ta phải thay đổi mình trước đã. Có hôm trước cũng có đọc một bài nào đó, không nhớ ừ, trong sách nào đó, ừ, có nghĩa là khi mà chúng ta nhìn những người bên ngoài giống như là chúng ta đang nhìn chúng ta qua một tấm gương vậy đó. Thì khi mà muốn thay đổi thì chúng ta không thể nào thay đổi cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy trong tấm gương được Mà chúng ta phải thay đổi cái hiện hữu là chính bản thân chúng ta Cảm ơn Quân Nguyễn à, nghe từ đầu tới giờ Cảm ơn các bạn Cũng khuya rồi ha, đọc hết bài này chúng ta sẽ kết thúc nha để cắt cơn giận tạm thời. Giải pháp nhanh nhất là phải tách tâm mình ra khỏi câu chuyện vừa mới xảy ra hay đối tượng vừa mới hay đối tượng vừa mới kích hoạt vào cục giận. Đưa nó về nương tựa ngay với hơi thở càng lâu càng tốt. Chú ý vào tiến trình phòng xẹp của bụng là cách dễ nhất trong lúc tâm đang hoang mang, bối rối. Các bạn biết tại sao là phòng xẹp của bụng Chứ không phải là phòng xẹp của ngực Không à Chắc là cũng sẽ có nhiều người biết rồi Nhất là các bạn mà tham gia Thiền hoặc là yoga Hoặc là có luyện giọng á, Thì bình thường chúng ta Lấy hơi bằng ngực Thì nó sẽ Cái hơi của chúng ta nó sẽ hơi bị ngắn Tại vì cái dung tích phổi của chúng ta Chúng ta sẽ lấy nó không được lớn Còn khi mà chúng ta muốn luyện Cái hơi mình dài hơn Hoặc là chúng ta tập Uhm, hơi thở thì chúng ta sẽ đẩy hơi xuống sâu hơn một chút nữa mà thường gọi là lấy hơi bằng bụng nhưng mà thật ra là mình đẩy cái cơ hoành xuống thôi chứ không phải là cái hơi nó vô trong bụng đâu <laughs> làm sao vô bụng được nhưng mà cái đó là mình thở mình thở bụng thì cái bụng của mình thay vì ngực của mình nó phồng lên xẹp xuống thì bụng của mình khi đó mình sẽ thấy cái bụng mình nó phồng lên xẹp xuống theo cái nhịp thở khi hít vào thì bụng mình sẽ phình lên và khi thở ra thì bụng mình sẽ xẹp xuống nó ngược với cái tiến trình thở hàng ngày của chúng ta một chút cảm ơn giỏi hơn nữa là quan sát thẳng vào cơn giận từ khi nó mới phát sinh ra đến hình thành và chế ngự từng phần trên cơ thể và tâm hồn ta rồi thúc đẩy tập bung ra lời nói hay hành động Tuy nhiên, tâm ta lúc đó phải vững, và nhất là phải có đủ sự tỉnh thức thì mới nên nhìn vào cơn giận. Vì năng lực tức giận rất mạnh, nên nếu năng lực quan sát yếu hơn sẽ bị nó nuốt chửng và nó sẽ và nó sẽ lại phình to hơn. Nói chung là quan sát được cơn giận là rất khó. Đòi hỏi không chỉ ở năng lực dự trữ sẵn có, mà còn ở kinh nghiệm và kỹ thuật khéo léo nữa mà các bạn biết quan sát cơn giận cũng như là quan sát những trạng thái cảm xúc của mình á thì đôi khi chúng ta có thể ngồi chơi với cơn giận đó nó cũng thú vị giống như là chúng ta xem một bộ phim vậy đó chúng ta quan sát cơn giận nó lên nó lên rồi nó xuống khi nào nó lại lên rồi nó lại xuống giống như là cái đồ thị hình xuyên vậy đó và trong lúc mình quan sát cái cơn giận thì chúng ta có thể hiểu rõ bản thân mình hơn từ đó chúng ta có thể Điều khiển chúng ta có thể triệt tiêu cái cơn giận nếu chúng ta không muốn. Quan sát được cơn giận để nó không chiếm thế chủ động hay bành trướng ra là cách hữu hiệu nhất để cơn giận bị bào mòn từ từ cho đến khi không còn quay trở lại làm phiền ta nữa. Tuy nhiên, đừng bao giờ tin rằng hãy nhìn vào là ta thắng được cơn giận ngay ta sẽ phải nếm mùi thất bại te tua tơi tả cả trăm lần không sao cứ kiên trì và dù sao thì ta cũng còn giải phong chúng thì dù sao thì ta cũng còn giải pháp phòng hờ đó là quay về với đề mục khác hơi thở chẳng hạn khi nào thấy năng lượng ổn định thì ta lại quan sát cơn giận tiếp nếu nó vẫn còn lãng vãng hay ẩn nấp đâu đó rồi thôi tới đây chúng ta sẽ thực hành rồi đi ngủ ha tại vì chúng ta nghe xong rồi chúng ta chỉ nghe như vậy thôi á thì nó sẽ không có tác dụng gì cả rồi chúng ta cũng sẽ quên thôi thì khi mà chúng ta tại vì cái cơn giận trong cuộc sống của chúng ta rất là dễ chúng ta rất là dễ gặp những điều bất như ý và cái cơn giận dù nhỏ hay lớn nó rất là tinh vi và chúng ta dễ dàng cái cơn giận nó rất dễ dàng đến với mình và cho nên chúng ta có cơ hội để quan sát nó mỗi ngày trước khi ngủ nè hoặc là khi mà chúng ta đang có những cái vọng động những cái thay đổi trong cảm xúc của mình bây giờ thì có lẽ là ngân sẽ nói lời chia tay sẽ phải nói lời chia tay với các bạn chúng ta cùng thực hành quan sát cảm xúc một chút rồi chúng ta có thể nhìn lại một ngày đã trôi qua biết ơn những điều mà chúng ta đã gặp trong ngày cùng quán chiếu lại hơi thở và hít thở thật sâu có thể thiền một chút rồi chúng ta ngủ ha cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video cũng như có những lời khen dành cho kim ngân cảm ơn các bạn rất nhiều xin chúc cho các bạn buổi tối ngủ ngon có những giấc mơ đẹp và hẹn gặp lại các bạn ở những buổi chia sẻ khác xin chào và hẹn gặp lại